Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chăm hoa giấy. Mùa này là mùa sau Tết nên chăm hoa giấy rất đọt, bởi vì tôi đã có từng kinh nghiệm là chăm hoa giấy mùa này thì đọt đến 99%. Nên hôm nay tôi có kinh nghiệm như vậy nên tôi hướng dẫn các bạn cách chăm hoa giấy. Bắt đầu nha, tôi sẽ hướng dẫn các bạn như thế này. Thứ nhất là các bạn phải tìm một số cành hoa giấy như này, không già và không non, vừa thôi. Những cành này là vừa không già lắm mà cũng không non lắm, rồi với một ít một bô bô hai ký này, hai cố hai ký là phân hữu cơ vi sinh này, đấy là hiệu là Sông Danh, giá có giá 15.000. đây, và một ít cát như này, ít cát tôi chuẩn bị đây. Rồi các bạn bắt đầu đi, bấm cành trước, tôi bấm cành trước, mỗi cành là cỡ khoảng một con hơn, cành này là bấm một con hơn. Đầu 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 đuôi là quá ngang ha, đầu đầu là lúc nào cũng bài là lá dưới nằm dưới ghe, là phía ghe là đầu đầu à, như thế này là đầu đầu nằm tay này, đây ghe nằm đây, lá nằm ở dưới ghe rồi là đầu đầu. Đây một gân hơn cỡ chừng này, hôm nay là vừa rồi đấy. Cái dư này bỏ, tối thiểu phải được cho được 4 mét nha, mặt 2, 3, 4, 5 này, 6 mét này, 7 mét này, tối thiểu cho được 5 mét, 4-5 mét để coi, bởi vì trong ở dưới nữa nên coi dưới nó có độ dừa gió mát này có thể bị nứt qua những cái cành này. Cắt bức cành đi à. Cành này đặc biệt nhiều nhanh để nó luôn, không cần phải bấm. Cái ghe này bấm bớt đi chứ không mà đâm tay. Tôi hướng dẫn các bạn về này thôi, nhận bằng này là bắt đầu hiểu rồi. Rồi tôi chuẩn bị một số chậu thế này, chậu để dăm đây, chậu nhỏ thôi, và các bạn lên lựa cái chậu là đầu vua đuôi chuột nha. Lý do sao? Bởi vì khi mà ra rễ đâu rồi là mình xong qua chậu lớn hơn á thì mình ập là này thì nó sẽ ra liền, không bị bể mà đứt rễ đi, bể ra là bị đứt rễ nên nó phá sóng. Nên chậu này
các bạn bấm ra thế này, sang các bạn bắt đầu mất cái đào này đi, bởi vì khi bấm nó là nó có độ sờ sờ thế này, nên bắt đi cho nó dễ ăn rễ, dễ mặt rễ ra. Đây tôi làm đây, làm cho nó không bị sờ đào này. Để đầu đầu đuôi nha, đầu đầu lại ra nằm trên, lá nằm dưới. Đầu đầu đầu. Đây là những hoa giấy mà năm ngúa tôi đã làm và chữ bắt đầu ro hoa đợt này đặt thứ ba tư rồi các bạn. Hoa giấy lẫn ưa mùa nắng, hướng dẫn mất bằng chừng đây hoa thôi, chừng hình chừng đây cành thôi. Rồi trước khi mình trồng đất với là phân thì mình ngâm cái này trong cái lọ thuốc này, thuốc này ra rễ này, lọ thuốc này rồi. Ngâm cho được 15 phút. Rồi bắt bọn bỏ khử khoảng 5-6 muỗng cà phê đi. Đấy. Yeah. Thời gian chờ đợi cho đủ 15 phút này thì các bạn trộn phân với đất này vô trước. Có phân với anh em này, phần này có nhiều người họ tạo thêm, họ thêm thêm sơ dừa này, mà thấy hoa giấy này không cần phải chọn hoa dừa. Có trọng hơi dừa vô giá này rất là dễ sống, trồng phân lên là được rồi, là quá tốt rồi.
Rồi bắt đầu vô đất. Cái này mình làm cỡ tăng bằng mình dâm tăng bằng cỡ 15 đến 20 ngày là nó bắt đầu sẽ nứt mầm. Và bây giờ bà Thắng là bắt bận thái chào nha. Bận đổ ra. Nó chặn như thế này. Đặng nó rất là nhiều vậy. Mười lăm phút 10 phút cũng được các bạn, không cần cái này là cán bộ là nó thấm liền, nó thấm cái thuốc này nó thấm vô đang vô gấp này vô cạnh đây liền. Rồi xong rồi cái là bắt đầu giam vô. Cỡ 10 phút là bắt đầu giam vô được rồi. Đây, các bạn giam vô này. Rồi, cái nước này bọn pha ra thấy xanh 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 không à. Rồi dư cái nước này bắt đầu tưới vô, bọn tưới vô cái ít.
Ê, ê là Sam. Và cứ Sam ghê không? Bạn để em bắt nha. Em bắt mùa khoảng khoảng 5 đến 7 ngày đi. 5 7 ngày. Rồi bạn đem ra phơi nắng. Ngày mùa cũng tưới nước nha. Tưới nước ít thôi. Em bắt này. Tôi sẽ đi quay những cây hoa giấy mà tôi chăm năm trước, tôi đã giam năm trước là chừng bắt đầu ra hoa. Đây các bạn, đây là những cây hoa giấy mà tôi đã trồng, tôi đã giam cách đây 1 năm. Tôi tận dụng cái sàn cái cùng của những ngôi nhà, tôi trồng những cây hoa giấy này mục đích là để cho nó đẹp, khá là để cho nó mất cái sàn. Giờ những cây hoa giấy này mà cái sàn nhà tôi rất là mất, cái phần phía dưới rất là mất. Anh từ đó tôi có những kinh nghiệm làm hoa giấy và tôi ở hướng dẫn các bạn như vậy. À, các bạn thấy à? Tôi trồng rất là đẹp. Giờ những cây hoa giấy này mà các cây khác nó phát triển được, triển rất là đẹp. Đấy, những cây này nó chuẩn bị ra hoa rất đẹp. Thôi, xin chào các bạn nha. À, các bạn làm sao? À, tôi sẽ làm những video khác. Thôi, xin chào. À, gặp lại nha. À.